với sự tham gia của các diễn viên Lưu Hiểu Diệp vai Lưu Tinh, Phương Đào vai Hứa Chí Tân, Tôn Hạo Dương vai La Hải, Tô Mộng Mộng vai Hổ Nụ, Khang Ân Hách vai Huỳnh Hiểu Ba, Hoắc Dung Nhi vai Lâm Tuyết và một số diễn viên khác. Biên kịch Hầu Khánh Chiêu, Chứ Dũng, Hoàng Lạc, Dụ Dương. Đạo diễn Từ Thiên Kiệt, Hổ Từ, Hoàng Tùng. Bộ phim Độc Tâm Thám Án. Tâm trạng của nghi phạm hiện tại không ổn định. Cô ta tưởng là chúng ta đang điều tra vụ cưỡng dâm mà cô ta đã báo trước kia. Đã bắt nhầm người rồi. Có chắc chắn không? Nghi phạm của chúng ta có tâm lý rất mạnh mẽ. Tâm lý của cô ấy không thể nào yếu đuối như vậy được. Vậy có khi nào là cô ta đóng kịch hay không? Nước mắt con người có thể giả tạo, nhưng một số chi tiết hành vi và biểu cảm thì không làm giả được. Cô coi lúc nãy cô ấy bật khóc, cơ thể run rẩy, cổ họng nấc nghẹn, tay đang lúng túng tuyệt vọng. Những hành vi vô thức này tuyệt đối không thể là giả bộ được đâu. Chỗ cánh hoa kia thì chỉ dùng để khử mùi thiệt hay sao? Có thể lắm. Tôi có người bạn thích dùng cánh hoa tươi thay nước hoa quá chứ. Vậy có nghĩa là chúng ta lại quay lại điểm xuất phát rồi sao? Lâm Tuyết à, cô vẫn còn băn khoăn sao? Nghĩ ra tại sao loại trừ nghi phạm gây án Tiểu Ngải chưa? Có kết quả quá nghiệm rồi. Hoa mimosa trong túi của Tiểu Ngải là hoa khô từ 2 tháng trước. Mà 5 ngày trước, hoa mimosa chúng ta phát hiện ở hiện trường vụ án là hoa tươi. Hoa khô và hoa tươi? Đợi đã. Cô là người sống ở lầu dưới nhà tôi phải không? À, nào nào, ngồi đi. Tôi đang buồn gì không có ai uống cà phê cùng nè. Ghép bàn đi. Đúng rồi, tối nào cô cũng về nhà rất trễ. Cô làm việc ở quán rượu à? Gái bia ôm thì sao chứ? Chắc làm phiền mọi người nghỉ ngơi đúng không? À, không phải, không phải đâu. Tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Cô giúp tôi để ý một chút. Gần đây ở quán rượu có chuyện gì? Cô thấy có việc gì kỳ lạ xảy ra không? Nếu như có thì thông báo ngay cho tôi. Ừ, được. Đúng rồi, tôi còn chưa có số của cô. Lưu lại đi. À. Ừ, gọi qua nha. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước. Ừ, nha. Được. À, đợi chút. Bản thân cô cũng phải chú ý an toàn đó. Cảm ơn. Ừ.
Lẽ nào nghi phạm này là đột ngột nhảy ra đường chặn xe hay sao chứ? Đây rõ ràng là muốn tự sát mà. Sao cô lại nghĩ vậy? Lúc nãy tôi vừa xem mấy bức ảnh này, tôi cảm nhận rõ ràng là nghi phạm ra tay vô cùng tuyệt tình. Cảm giác giống như người mất đi mọi quan hệ thân thiết vậy. Không thể không đi con đường đó. Hơn nữa lúc ban đầu cô ta rõ ràng là muốn tự sát. Vậy tôi nghĩ là có hai khả năng. Ừ. Một khả năng là giết người trên xe. Cái này cần nghi phạm gây án tiếp xúc với người bị hại ở quán rượu. Sau khi được người bị hại tin tưởng thực hiện gây án, khả năng còn lại là chặn xe giữ đường. Cô ta chỉ cần quan sát người bị hại ở quán rượu thôi, sau đó thực hiện gây án. Nhưng mà hai khả năng anh nói lại là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Loại đầu tiên, cô ta cần có khả năng xã giao rất tốt. Ở quán rượu, chủ động làm quen kết bạn với người không quen biết. Cô ta phải rất hướng ngoại. Loại người thứ hai là người âm thầm quan sát. Cô ta chắc chắn là người tính cách khép kín, không thể nào hòa nhập được với xã hội thông thường. Nếu như là người khép kín, chúng ta chỉ có thể giả thiết. Nếu như là người tính cách khép kín, cô ta đi mua hoa nhất định là sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người ở tiệm hoa. Vậy đi, điều động nhân lực, hãy đi kiểm tra từng tiệm hoa đi. Được rồi, cô nói rất đúng. Hơn nữa, lần nào cô ta cũng mua hoa Mimosa. Nếu như cô ta bị chứng tự kỷ, người bán hoa chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc với cô ta. Đúng vậy, giờ vậy anh lấy chỗ cánh hoa này đưa cho Lâm Tuyết đi làm quán nghiệm đi. Còn có thể phát hiện ra được gì được mới rồi, không? Giờ tôi sẽ đi ngay. Tiểu Hoa, xin lỗi. Người lần trước chết dưới tay em không phải là tài xế đụng phải anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, em nhất định sẽ tìm ra tài xế bỏ chạy hôm đó, báo thù cho anh. Tiểu Hoa, em không chỉ chiến đấu một mình đêm, có một chuyên gia tâm lý đang giúp em nữa. Anh ấy luôn động viên em dũng cảm đối mặt, cho nên anh phải tin đêm, em nhất định thành công. Mimosa, mãi mãi nhớ mong. Vụ án này rốt cuộc là xuất phát từ động cơ gây án nào chứ? Đúng lúc tôi đau đầu không tìm ra lời giải đáp, tạp chí tâm lý học có đăng một bài của tiến sĩ Trần Phương Thắng, là luận văn liên quan tới động cơ tâm lý hành vi con người, đã gợi ý cho tôi rất nhiều. Nghi phạm này chắc chắn đã phải chịu tổn thương tình cảm rất lớn. Các bạn nhỏ, các con có thích đồ chơi này không? Dạ, dạ thích. Đơ đơ. Chào anh. Đây anh nào, tới đón nữa đây. Con chọn đi. Vừa hay để tôi giới thiệu với anh. Vị này là tiến sĩ Trần Phương Thắng, là một bác sĩ tâm lý. Hôm nay đến trường chúng ta đã quyên góp rất nhiều sách và đồ chơi. Tiến sĩ Trần, chào anh. Tôi họ Hứa, là ba của Đa Đa. Tiến sĩ Trần, ngưỡng mộ quá đi. Ông nghiên cứu tâm lý, đã nhiệt tình làm từ thiện, quả thực rất đáng khâm phục. Bình thường thông thông tới đón tụi nhỏ, tôi không có nhiều thời gian để chia sẻ với tụi nó. Tiến sĩ Trần, cái này có thể đoán ra là liên quan tới dự án ông đang nghiên cứu. Cái này không cần đoán. Tâm lý con người cũng là khoa học biểu hiện ở hành vi bản thân và biểu cảm trên khuôn mặt mà. Tiến sĩ Trần, cái này tôi không hiểu cho lắm. Không biết là có thể lấy ví dụ được hay không? Ví dụ như vui vẻ, bi thương, u uất, sợ hãi. Kiến thức trong đó nhiều quá đi. Hay là gì, tiến sĩ Trần, hôm khác chúng ta chọn thời gian, tôi sẽ thỉnh giáo ông nhiều hơn. Được. Cảm ơn nhiều. Chào bác đi con. Tạm biệt bác Trần. Con chào cô giáo đi. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt. Xin chào.
Bên ngoài đang trời mưa hả? Không có mưa, cũng không có nắng nôi gì hết. Tôi cần dù chắn gió thôi. Bao nhiêu tiền? 150 đồng. Của cô 200, không cần thối. Cô có cần gói lại không? Không cần. Chào quý khách. Chị Tuyết, báo cáo xét nghiệm. Cảm ơn cô. Để tôi. Lâm Tuyết, sao vậy? Báo cáo xét nghiệm. Phải rồi, anh La. Có báo cáo hóa nghiệm rồi. Theo như báo cáo hóa nghiệm cánh hoa, đây chỉ là những cánh hoa bình thường. Đây đâu phải là manh mối gì. Nhưng bụi trong cánh hoa thì có phần hơi kỳ dị. Bụi sao? Trong bụi này có rất nhiều muối. Chúng ta đang ở thành phố ven biển, không khí vốn có rất nhiều muối rồi. Cái này có gì lạ đâu chứ? Các khu vực trong thành phố có khoảng cách với biển khác nhau, cho nên hàm lượng muối trong không khí cũng khác nhau. Nói đơn giản hơn là càng gần với biển thì hàm lượng muối càng lớn. Dựa theo hàm lượng muối có trong cánh hoa trong báo cáo hóa nghiệm, so sánh với chất lượng không khí, xem xét sau khi có án, chúng ta đã mang cánh hoa tới nhiều khu vực khác nhau, dẫn tới hàm lượng muối sai lệch. Kết luận cuối cùng là những cánh hoa này được cất giữ ở nơi cách biển rất gần, khoảng cách có thể là từ 5 tới 8 cây số. 5 tới 8 cây số? Chỉ có khu tinh cảng phù hợp thôi. Vụ án đầu tiên xảy ra ở đó. Hiểu ba à? Dạ. Giúp chúng tôi tìm kiếm một chút. Mấy tiệm hoa ở khu tinh cảng, tiệm nào bán hoa này hay không? Đã rõ. Vậy còn đợi gì nữa? Còn không mau xuất phát đi. Phải, chia nhau hành động đi. Cậu thông báo cho Lưu Tinh và Hữu Nụ. Bây giờ chúng ta sẽ tôi hành động rồi. Ngay. Đi thôi. Đi. Vậy cô thử nhớ lại xem, có một cô gái trẻ nào khoảng tầm tuổi tôi, tính cách kỳ lạ, sắc mặt u ám. Hình như cũng có hơi chút ấn tượng. Lần nào tới cô ta cũng đeo kính râm. Sáng mặt thì đúng là rất u ám. Điều kỳ lạ nhất là rõ ràng là thời tiết rất đẹp, nhưng cô ta lại mang theo dù, còn nói là để chắn gió. Tôi thấy có gì đó bất thường. Có cách nào liên lạc được với cô ta hay không vậy? Không có. Có điều là lần nào cô ta cũng quẹt thẻ. Tôi kêu cô ta ký tên, nhưng cô ta lại không ký. Vì vậy tôi vẫn còn nhớ. Quẹt thẻ sao? Cho tôi coi hóa đơn đi. Ở đây nhiều hóa đơn như vậy, phải tìm sao chứ? Cô thử tìm ngày 17 tháng 12 coi. Có thiệt nè. Chính là cái này. Không có ký tên. Chính là ngày có người bị hại đó. Cái này không phải là trùng hợp chứ? À đúng rồi, hôm nay cô ta có tới mua, nhưng lại dùng tiền mặt, không có quẹt thẻ. Hiểu ba,
giúp tôi kiểm tra một tài khoản đi. Nói đi. 453-836-728-876. Đã rõ. Được rồi. Nhậm Vũ, nữ, 26 tuổi. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua cho mọi người coi. Khoan đã, cô ta từng kết hôn. Có điều chồng của cô ta đã qua đời. Nguyên nhân là bị tài xế say rượu đâm trúng. Thời gian là nửa năm trước. Lẽ nào người đó chính là hàng xóm của tôi Nhậm Vũ? Vậy chồng cô ta bị tài xế say rượu đâm chết. Cô ta hôm nay lại đi mua hoa nữa. Không lẽ cô ta lại muốn giết người sao? Cô có số điện thoại của cô ta không? À, tôi có. Gọi thử cô nào. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã dừng sử dụng. Tiêu rồi, dừng sử dụng rồi. Nhậm Vũ này nhất định có vấn đề. Làm sao giờ? Bình tĩnh đi. Đi thôi, dẫn đường tới nhà cô ta. Hiểu ba. Nhậm Vũ đang là nghi phạm gây án nghiêm trọng. Lập tức yêu cầu thủ tục bắt giữ. Phái người lập tức tới nhà Nhậm Vũ đi. Trong nhà có người không? Hổ nụ, vô bên trong coi đi. Đội phó La, không có ai. Nhưng tôi phát hiện ra một cuốn nhật ký. Anh xem. Ngày 12 tháng 12, trời âm u. Ông trời có mắt, cuối cùng tôi đã tìm thấy người đâm chết chồng tôi rồi. Ở trên mạng, tôi có tìm được một bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói rằng tôi cần một bù đắp tâm lý rất lớn. Tôi muốn tên tài xế kia phải bồi thường tất cả cho tôi. Quả nhiên là cô ta. Là câu chuyện về phụ nữ báo thù. Cô coi, người này chính là người bị hại tiếp theo. Địa điểm chắc chắn là ở đây. Lấy hết chứng cứ đi, trở về đội. Anh Hứa. Chuyện họp phụ huynh anh đừng có quên đó. Họp phụ huynh? Sao cô lại biết vậy? Anh Hứa, để tôi nói, lần này hành động anh đừng có đi. Tôi nghe nói chị dâu là người rất nóng tính, cẩn thận quay về tìm anh tính sổ. Nóng đó. Nóng tính cái gì? Tính sổ cái gì? Côn trùng nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều rồi không sầu. Dù gì tôi cũng nợ họ quá nhiều rồi. Nè Lâm Tuyết, cô mới tới mà biết không ít ha, quản cũng hơi nhiều đó. Đi thôi. Nghi phạm gây án Nhậm Vũ rất có thể vì trải qua cú sốc tình cảm lớn khiến tâm lý trở nên suy sụp. Tôi chú ý tới sự tồn tại của bác sĩ tâm lý trong nhật ký. Vì bác sĩ tâm lý này chắc chắn không đơn giản, nhưng hiện tại tình thế khẩn cấp, nghi phạm Nhậm Vũ đã được theo dõi, xuất quân bắt Nhậm Vũ về quy án, ngăn chặn cô ta tiếp tục gây án mới là việc cần làm bây giờ. Cô gái, đừng sợ nha. Anh đây sẽ bảo vệ cho em. Cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Nhậm Vũ à. Nhậm Vũ, cô bình tĩnh lại đi.
Dậm Vũ, đứng im đi. Cảnh sát đây, cô không được làm bừa. Hắn đâm chết chồng của tôi. Được rồi, đưa cô ta đi. Mau đưa nạn nhân tới bệnh viện đi. Chờ. Mau. Lưu Tinh. À. Cô vào đây một chút đi. Đợi chút. Anh Hứa à, sao vậy? Cô ngồi đi. Cô coi, vụ án sáng tỏ rồi, tội phạm cũng bắt được rồi. Theo lý thì tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng mà không biết tại sao tôi thấy không được vui. Trong lòng tôi cảm thấy giống như có một tảng đá đang đè nặng, rất nặng nề. Còn có gì khiến tôi không thể yên tâm? Hơi, không nói chuyện này nữa. Thế nào rồi, trải nghiệm của cô với vụ án này có phát hiện mới gì không? Đội trưởng có sự lo lắng giống tôi. Nhật ký của Nhậm Vũ và nhật ký trò chuyện của cô ta với bác sĩ tâm lý rõ ràng có thể nhận ra khi Nhậm Vũ mất kiểm soát cảm xúc đã bị bác sĩ tâm lý điều khiển thao túng gây án. Người gây án là Nhậm Vũ, nhưng tội phạm thực sự là bác sĩ tâm lý ẩn nấu đằng sau kia. Chỉ tiếc là IP mạng mà bác sĩ tâm lý dùng để liên lạc với Nhậm Vũ đã dùng công nghệ xử lý, không thể truy vết. Tôi có thể nói một câu ngoài lề không? À, thôi thôi. Tôi nói với cô như vậy. Tôi đã báo với lãnh đạo trên cục và họ đồng ý. Đồng ý cho cô tham gia vào tổ chuyên án tạo danh, đồng thời hỗ trợ chúng ta phá nhiều vụ án khác. Đương nhiên, trong quá trình khi điều tra vụ án tàu danh, cô buộc phải chú ý tới nguyên tắc tránh mặt. Có nghĩa là cô chỉ có thể tham gia với thân phận là chuyên gia tâm lý tội phạm, chỉ vậy thôi. Tôi đã báo danh kiểm tra tâm lý nhân viên công an rồi. Anh cứ yên tâm đi. Lưu Tinh à, chúng tôi thực sự rất cần cô. Cảm ơn cô. Được, cứ vậy đi. Dạ. Đội trưởng Hứa. Chào. Nếu chúng ta đã phá án xong rồi thì có phải là nên ra ngoài ăn một bữa ngon không? Coi đó, chỉ biết cô ăn thôi. Nhưng mà hôm nay không được, hôm khác đi. Tôi phải về nhà rồi. Con trai tôi nhớ tôi rồi. Người làm cha như tôi á cũng nên về nhà rồi. Các cô tự thu xếp đi ha. Dạ, đành vậy thôi. Nè, Lưu Tinh à. Nhậm Vũ đã bị giam lại rồi. Buổi tối không có việc gì, cùng nhau đi ăn đêm đi. Để chúc mừng vụ này, tôi sẽ mời. Nếu là anh mời thì không thể không có tôi rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Ế, tôi chỉ đang giỡn với cô ấy thôi mà. Đi thôi. Bà xã, em học sử dụng ám khí lúc nào vậy? Sao vậy? Còn hỏi em. Hả? Anh còn biết đường về nhà sao? Đây là nhà của anh. Anh không về sao? Ý, đã ngủ rồi hả? Đã mấy giờ rồi? Muộn như vậy mà còn chưa ngủ sao? Hơi. Em coi, em coi đó. Bà xã, anh lại làm gì đắc tội tới em rồi hả? Em coi bộ dạng của em kìa. Chiều nay anh có đi họp phụ huynh cho con không? Anh chạy đi đâu vậy hả? Hả? Ý. Cô giáo gọi điện thoại cho em nói một tràng dài hỏi anh đi đâu? Hơi, họp phụ huynh không phải nói là chiều ngày mai mới họp sao? Chiều ngày mai mà. Chiều ngày mai? Ờ. Giả ngốc, anh là giả ngốc với em phải không? Giả ngốc gì chứ? Hơi, là như vậy. Chiều hôm nay có một vụ án. Chính là cái vụ án giết tài xế say rượu đó. Anh không thể nào về nhà được. Em nói anh nghe nhà lão Hứa. Con trai của chúng ta đã đánh nhau hai lần với những đứa nhỏ khác rồi. Nếu như anh còn không quản, thằng nhỏ mà đứng đối lập với anh, tới lúc đó anh khóc cũng không kịp đâu. Hơi, em coi em đó, nói gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Hơi, anh... Đánh nhau thì có gì đâu. Tục ngữ nói lão tử anh hùng nhi hảo hán. Thực ra, mấy chuyện đánh lộn này chúng ta phải từ từ quan sát hai phía thêm. Nếu như đa nhà chúng ta ra tay chính đáng, thì sau này sẽ là Quách đại hiệp rồi. Nè, đương nhiên, nếu như đa đánh nhau là gì? Ý mạnh hiếp yếu, trượng thế bắt nạt người, anh phải dạy dỗ nó.
Bà xã, thực ra Đa Đa nhà chúng ta, anh dạy dỗ có kinh nghiệm hơn em. Em dạy đó có phải dỗ không sao? Hả? Hả? Anh có kinh nghiệm, anh có kinh nghiệm thì phải có thời gian để quản nó đi chứ. Ê, vậy em coi anh từ nhỏ tới lớn ai quản thúc chứ? Anh vẫn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thôi. Em nhìn bằng khen treo khắp nhà đi. Hả? Thực ra bà xã, nghe anh nói đi. Con trai chúng ta giáo dục trẻ con rất có liên quan tới cha mẹ. Quan trọng là coi hành vi của cha mẹ trong nhà kia. Em cứ nhìn hai chúng ta đi, rể thẳng người ngay, con trai chúng ta sau này không thể hư được đâu. Em nói có phải không đây? Được rồi, anh chỉ có được dẻo miệng thôi. Mau đánh răng rửa mặt đi ngủ đi, nhanh lên. Mỗi người từng chịu vết thương tâm lý đều rất yếu đuối. Tôi sợ hơn ai hết. Nhưng chạy trốn không phải là cách. Nếu nó tổ điều tra cho tôi cơ hội để truy vết Tào Minh, thì sao nên nó tôi đã cho bản thân một cơ hội. Làm lành vết thương của chúng tôi có lẽ mới là cách điều trị gốc rễ. Đình Dĩ, em nghĩ anh sẽ ủng hộ em. Tiểu Hoa rời bỏ tôi một tháng rồi, tôi vẫn chìm trong bi thương. Vẫn chưa tìm thấy tài xế kia nữa. Hôm nay, tôi liên hệ được một bác sĩ tâm lý ở trên mạng. Tôi mong rằng ông ấy giúp tôi thoát ra khỏi bi thương này, tìm thấy tài xế bỏ trốn. Bắt hắn phải trả giá cho tất cả. Sau mỗi vụ án, tôi đều sẽ nghiên cứu thay đổi tính cách và nguồn gốc động cơ gây án của kẻ phạm tội. Nhậm Vũ giống tôi đều đã mất chồng, nhưng mà nỗi đau khắc cốt ghi tâm có thể mang tới chuộc lỗi, cũng có thể sẽ hướng tới vực thẳm. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tìm được thời khắc mà cô ta đi xuống vực thẳm trong nhật ký. Tào Minh, đây là Tào Minh. Là hắn sao? Tội phạm khác nhau, có xác suất dùng chung một ký danh là bao nhiêu? Vụ án này rất có khả năng liên quan tới Tào Minh. Mẹ. À, Tình Nhi. Hả? Phá án xong rồi sao? Xử lý sao hả con? Nói mẹ nghe đi. Đã bắt được nghi phạm nữ rồi. Chồng cô ấy bị tài xế say rượu tông chết. Cô ấy bắt đầu báo thù. Báo thù tài xế say rượu đó. Uống rượu sao? Ba cô lại uống rượu sao? Ông ấy cả ngày lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say. Ông ta không làm được việc gì hết. Còn la mẹ là đồ thần kinh. Mẹ thấy ông ấy say mềm cả xa rồi, còn không bằng đồ thần kinh nữa. Con nói có phải không? Mẹ, ba không uống nữa. Ba sẽ không uống nữa đâu. Không uống nữa. Trời lạnh lắm, ta hãy vô nhà đi. Vô nhà sao? Nào, đi thôi. Vô nhà. Đi thôi. Anh à, trời ơi, mấy giờ rồi, đi làm nè. Anh ơi. Hơi gào thế cái gì vậy chứ? Đã mấy giờ rồi, sao mà tối hôm qua anh về trễ vậy? Hơi, em đừng có nhắc nữa. À đúng rồi, tối hôm qua anh nói mớ, hơn nữa rất là lớn tiếng. Cũng may là mẹ chúng ta ngủ sâu đó.
Ơi, mẹ đâu rồi? Ờ, đi mua đồ ăn sáng rồi. Ờ, nhưng mà anh đã nói gì vậy? Ờ, cái gì mà Tào Danh Lưu Tinh. Nè, mà Tào Danh với chị Lưu Tinh có quan hệ gì? Ừ, qua đây, để anh kể cho nghe. Làm gì mà thần bí vậy anh? Em có còn nhớ anh Đinh Dĩ của em hay không? Em nhớ mà. Chính là Tào Danh kia đã hại chết anh Đinh Dĩ của em đó biết không? Cái gì? Khi nào rảnh rỗi thì hãy tới đây thư giãn đi. Rất tốt. Nhìn thấy biển, chuyện gì cũng gạt qua một bên được. Đúng vậy đó. Chúng ta lại có thể sát cánh tác chiến được rồi. Giống như trước kia vậy. Vẫn là có một điểm không giống. Đúng rồi. Không giống nhau lắm. Đinh Dĩ không còn nữa rồi. Tao nói chúng mày lùi lại. Lùi lại đi. Anh Hứa à, tôi chắc chắn là sẽ bắn trúng được hắn thôi. Cậu có chắc chắn 100% không? Bây giờ quan trọng là bảo vệ cô Tinh, giúp Tào Danh về tỉnh trước đã. La Hải luôn nghĩ rằng bản thân có được cơ hội bắn chết Tào Minh. Chỉ là lúc đó đội trưởng chỉ huy không đồng ý hành động. Nhưng tôi biết rằng nếu như La Hải mạo hiểm nổ súng, rất có khả năng khi Tào Minh cảm thấy tâm trạng bất an, tính khí bốc đồng không kiểm soát được. Tóm lại, mọi chuyện đã qua rồi, không ai có thể thay đổi. Được rồi, nếu như cô nghĩ thông thì tốt. Nửa năm đã trôi qua, vẫn chưa bắt được bác sĩ tâm lý xua khiến Nhậm Vũ gây án. Giang biển thành phố lại có một người bị hại vô danh. Cục đã giao vụ án này cho tổ trọng án. Anh La tới rồi. Nói qua tình hình người bị hại đi. Người bị hại là nữ, tuổi khoảng 25-30, mặt có vết bỏng nghiêm trọng. Bao giờ có kết quả khám nghiệm tử thi? Khoảng sáng ngày mai. Được rồi, tiếp tục kiểm tra đi. Rõ. Căn cứ vào phản hồi của đồn cảnh sát khu vực, danh sách những người bị mất tích báo lên đều không có ai giống với đặc điểm người bị hại cả. Có khi nào là người nơi khác không? Nếu như không nhận được báo án mất tích, người mất tích có khả năng là người ngoại tỉnh, bạn bè và người thân được không ở bên cạnh. Hồ Nữ, Lâm Tuyết, hai người điều tra thời gian gần đây những nữ giới tỉnh khác tới đăng ký coi sao. Ừ, tôi đã kiểm tra qua rồi. Khách sạn nhà nghỉ không có tình hình gì bất thường hết. Còn một phòng trọ ở tiểu khu Thiên Phong có một trường hợp nghi ngờ mất tích. Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhà. Theo như chủ nhà miêu tả, người thuê này tên là Mimi. 3 tháng trước cô ta tới thuê căn phòng này vì nợ tiền thuê phòng. Chủ nhà gần đây có dục nộp tiền nhưng mãi không tìm thấy người. Điện thoại gọi cũng không được, cứ thấy báo không ai nghe máy. Bởi vì chủ nhà mới chỉ gặp khách thuê có một lần thôi, mà người bị hại hiện đã bị quỷ mặt nghiêm trọng không thể nhận biết. Vì vậy chủ nhà không thể chắc chắn được. Đây là chủ nhà cung cấp bản chụp chứng minh thư của khách thuê trọ và số điện thoại. Lưu Tinh, đưa số điện thoại cho cậu ta đi. Hiểu ba, lập tức gọi cho số điện thoại này. Xin chào, tôi là Mimi. Tôi hiện tại đang bận, vui lòng để lại lời nhắn hoặc đợi đến khi tôi kiểm tra điện thoại rồi liên hệ lại sau. Cảm ơn. La Hải, cậu và Lâm Tuyết lập tức đi tới nhà cô gái kia. Hiểu ba, định vị vệ tinh, truy vết số điện thoại này, xác định vị trí của ta. Ừ, đơn giản. La Hải tới nhà người bị hại. So sánh ảnh người bị hại
với ảnh ở nhà xong, chắc chắn người bị hại chính là Mimi. Dựa theo dáng mặt thì chắc chắn là người này rồi. Cậu qua tổ dân phố thử tìm hiểu tình hình cô sau. Đã rõ anh La. Anh La. Ừ? Đây là hồ sơ cá nhân tôi phát hiện ra ở tủ đầu giường trong phòng của Mimi. Đây là hộ chiếu đi Hàn của cô ta. Trước đây cô ta đã từng làm phẫu thuật gò má ở Hàn Quốc. Quan trọng chính là tôi đã phát hiện ra danh thiếp ở trong phòng tổng giám đốc công ty nội thất IK Mã Hải Đào. Đi điều tra lý lịch cá nhân của Mã Hải Đào đi. Rõ. Điện thoại của cô ta để ở đâu vậy? Một trăm lẻ ba cuộc gọi nhỡ sao? Alo. Hiểu ba à, ở chỗ của cậu có tiến triển gì hay không? Thân phận của người bị hại đã được xác minh. Mimi tên thật là Mễ Dĩnh, người Thái Lạc. 3 tuổi ba mẹ đã bị tai nạn qua đời, sau này được chị gái đón tới ở cùng. Trong một lần bất cẩn cho nên mặt bị bỏng nước sôi, sau đó được bà nội đón về ở cùng. Bà nội đã để lại cho cô 3 căn nhà và không ít tiền tiết kiệm. Sau đó thì cô ta bán đi tất cả những bất động sản và rời khỏi Thái Lạc. Danh tính thân phận của cuộc gọi nhỡ này không có điểm gì chung. Có điều này tôi nhìn thấy ở trên mạng, một số máy của cô ta dùng lâu dài, tìm bạn lâu dài. Tìm bạn sao? Tìm bạn gì vậy hả? Cô gái này không sạch sẽ rồi. Hiểu ba, nói tiếp đi. Có điều tiền trong tài khoản mấy năm nay chỉ giảm đi chứ không tăng. Chắc là không phải. Vậy bây giờ tài khoản cô ta sao rồi? Chúng ta đều không ngờ được. Cô gái này bây giờ đã có hơn 2 triệu tệ trong tài khoản. Nhưng mà từ lúc xảy ra chuyện lớn tới bây giờ. Nhưng mà số tiền trong tài khoản này không hề có bất kỳ biến động số dư nào. Được rồi, có tình hình gì mới thì lập tức liên lạc với chúng tôi. Đây không phải là án cướp của. Điện thoại của nạn nhân vẫn liên lạc được. Bạn bè cho rằng cô ta cố tình không nghe điện thoại, vì vậy không ai báo án cho cô ta hết. Cô ta từng thẩm mỹ, chứng tỏ là rất để ý tới vết sẹo, nhưng lại bị chết vì bỏng. Vết thương lại ở trên mặt. Những chuyện này có liên quan gì với nhau không? Nếu như những chuyện này có liên quan với nhau, chứng tỏ hung thủ rất hiểu rõ tình hình riêng tư của nạn nhân. Anh La, tôi có thể mạnh dạn đưa ra một suy luận không? Được rồi, nói ra nghe coi. Hung thủ có thể tiếp cận người bị hại, nắm được nhược điểm tâm lý của nạn nhân, hơn nữa còn lợi dụng nhược điểm này dây dò hành hạ nạn nhân. Hắn suy nghĩ cẩn trọng, gây án thì thuần thục. Giỏi quan sát, nắm những phản ứng tâm lý con người. Quá trình trưởng thành của hắn để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng hắn. Nỗi đau khổ sợ hãi trong lòng người khác có thể cho hắn khoái cảm hoặc là dỗ dề. Từ đó suy đoán tâm lý biến thái u ám của nghi phạm gây án. Lấy mạng, không lấy tiền. Nghi phạm đã coi việc phạm tội là một thú vui. Anh nói có đúng không? Binh pháp trên lý thuyết không phù hợp với logic đâu. Chúng ta bây giờ phải căn cứ vào tình hình đã biết rõ. Tiếp tục điều tra đi. Thu đủ vật chứng. Ừ. Đi thôi. Anh La, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi tìm ông chủ công ty xây dựng trên danh thiếp kia. À. Chính là đây.
Phán đoán của La Hải rất chính xác. Ban đầu phân tích vụ án, suy đoán thông qua quan hệ nhân quả lợi hại, rồi liên tưởng, lấy được bất kỳ manh mối nào đều không được bỏ qua. Mời ngồi. Anh có biết cô gái này hay không? Không biết. Cô gái này buôn bán chất cấm đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Cô ta có khai công ty của các anh khi vận chuyển vật liệu xây dựng giúp cô ta chuyển chất cấm, từ đó chia sẻ lợi nhuận đúng không? Ngậm máu phun cười. Tôi nói với cô ta tôi là người bán bánh ngọt, gì mà vật liệu xây dựng chứ. Lạc mềm buộc chặt có đúng vậy không? Hả? Vậy mà nói không quen cô ta sao? Hả? Chúng tôi tới là để giúp anh, hy vọng anh có thể hợp tác điều tra. Tôi thật sự không quen biết cô ta. Vậy là anh giả quen biết cô ta có đúng vậy không? Vậy thì anh nói cho chúng tôi nghe đi, anh giả quen biết cô ta thế nào? Chuyện này mà nói ra, sợ mấy người không tin. Khi mà anh nói chuyện, tôi sẽ quan sát anh nói. Anh có nói dối hay không, tôi vậy là biết ngay.